Ngay từ sáng sớm, khu vực chùa Gám ở xã Xuân Thành, Yên Thành đã rực sắc cờ hoa. Hôm nay là ngày chính hội của lễ hội chùa Gám, được chính quyền địa phương và bà con nhân dân tổ chức thường niên. Tuy nhiên, dường như lễ hội năm nay náo nhiệt hơn, thu hút đông đảo du khách hơn. Cũng là bởi dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thành phối hợp với Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử tiến hành lễ đặt đá xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Yên Thành gắn với khởi công xây dựng bức tượng Đại Phật An Quốc. Đoàn rước Phật, kiệu ngựa, long ngai được cử hành trong không khí tôn nghiêm và thành kính. Đây là một hoạt động tâm linh truyền thống của lễ hội chùa Gám được lưu giữ từ nhiều năm nay. Đích đến của đoàn rước là Du Gám, hay còn gọi là Phượng Sơn, nơi phát tích đầu tiên của chùa Gám hiện nay. Trong không gian linh thiêng của lễ hội, dưới chân đỉnh Phượng Sơn, hàng ngàn người dân và du khách thập phương đã tụ hội về đây để được chứng kiến một sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng tâm linh. Đặc biệt, về dự lễ đặt đá Thiền viện Trúc Lâm Yên Thành, có sự hiện diện của Đại tướng Phạm Văn Trà, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tọa Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và huyện Yên Thành. Việc tổ chức lễ đặt đá xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Yên Thành là một hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đáp ứng tâm nguyện, mong mỏi của người dân Nghệ An nói chung và huyện Yên Thành nói riêng. Sau khi hoàn thành, Thiền viện Trúc Lâm Yên Thành sẽ là một cơ sở của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử do Phật Hoàng Trần Nhân Tông khởi lập và Hòa Thượng Thích Thanh Từ khôi phục. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh. Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử được vua Trần Nhân Tông, một vị vua sẵn sàng từ bỏ ngôi bảo để sống một cuộc sống tu hành, chăm lo cho vận mệnh của dân tộc, vui với niềm vui của nhân dân. Sáng lập nên Thiền viện Trúc Lâm Yên Thành được xây dựng sẽ trở thành nơi khai sáng rất nhiều giá trị đạo đức tốt đẹp, hướng con người ở chân thiền mì, gắn với truyền thống yêu nước, gắn với dân tộc, lời đạo ích đời, giáo dục tăng ni Phật tử sống trong chánh lý, thực hiện đúng pháp luật nhà nước, làm tròn nhiệm vụ của người công nhân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, giúp đỡ người già, neo đơn, trẻ, tàn tật, mồ côi, người gặp hoàn cảnh khó khăn, thực hiện xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống mới văn minh tiến bộ. Trong không khí vui tươi phấn khởi của ngày đầu xuân, Đại tướng Phạm Văn Trà khẳng định rằng Phật giáo Việt Nam có lịch sử lâu đời, là nền tảng văn hóa tâm linh đồng hành cùng các chặng đường phát triển của dân tộc. Phật giáo đã hòa mình để đồng cam cộng khổ với dân tộc suốt mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước. Việc xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Yên Thành là việc làm tâm linh, thể hiện lòng ngưỡng mộ, tri ân đối với các bậc liệt tổ, liệt tôn. Phật giáo với dân tộc, như Bác Hồ đã nói, tuy hai là một. Phật giáo luôn luôn đồng hành với dân tộc ta, với tổ quốc ta, suốt trong quá trình xây dựng đất nước. Như bao nhiêu thăng trầm thì Phật giáo vẫn đứng vững trên con đường luôn luôn trung thành với đất nước, với tổ quốc và cùng đồng hành với đất nước để xây dựng đất nước này. Ở thế giới thì có là con vua đi tu và trở thành Phật là Phật Thích Ca, nhưng đặc biệt Việt Nam chúng ta là vua đi làm chùa làm sư và cuối cùng trở thành Phật Hoàng. Đây là một vinh dự lớn nhất cho dân tộc ta, là một vị vua đã bỏ toàn bộ những cái phú quý, những cái vinh quang của mình để lên Yên Tử và trở thành một vị Phật Hoàng cho đất nước ta. Chính vì vậy chúng tôi nghĩ rằng Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử là một trong cái nơi và cũng là một trong những cái tinh hoa của đất nước ta, cho nên chúng ta xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử và kể về Trúc Lâm hoàn toàn đúng và chính xác với của Việt Nam. Tôi nghĩ rằng cái đó là cái mà dân tộc chúng ta có phải là chúng ta tôn trọng và đồng thời chúng ta xây dựng những thiền viện để giáo dục con em mình, giáo dục nhân dân mình luôn luôn có lòng yêu nước và luôn luôn có tinh thần phục vụ đất nước.
cùng là... Theo thiết kế, tọa vị trên đỉnh Rú Gám là pho tượng Đại Phật An Quốc. Tượng Đại Phật An Quốc được lấy mẫu từ pho tượng bằng đồng an vị tại Thiền viện Trúc Lâm, chùa Hộ Quốc, Phú Quốc, có chiều cao 41m. Trong tương lai không xa, Thiền viện Trúc Lâm Yên Thành và các công trình Phật Pháp khác như tượng Đại Phật An Quốc sẽ trở thành điểm đến linh thiêng, tạo thêm giá trị cho quần thể khu du lịch tâm linh, sinh thái, là điểm nhấn cho sự phát triển bền vững, đánh thức tiềm năng, thu hút du khách về với huyện Yên Thành nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung.